Giờ bắt lựa thầy quá lựa, nên khi nghe Đức Thầy nói câu "phải thầy phải trò rồi, ráng tu đi để giúp đời", bác thấm lắm mới quy y vào đạo. Theo đạo một thời gian thì đạo giáo bị nạn. Bác qua khỏi tai nạn rồi, bỏ hết nhà cửa ruộng vườn lên chắc cà đao Long Xuyên kiếm việc làm. Bác đi ghe gặp cướp, nó bảo lột đồ hết ra. Dưới ghe ai cũng còn cái áo cái quần. Lúc đó bác chèo ghe có cái áo sơ mi cũng bị nó lột luôn đành ở trần, chỉ còn cái quần cục. Bác đi làm mướn kiếm gạo ăn mà không đủ, vì bác làm dở. Tại hồi đó tới giờ bác đâu có làm gì đâu, nay làm dở thì người ta đâu có mướn. Gia đình bác từ miệt dưới lên nên càng cơ khổ hơn. Ban đêm bác và đứa em trai út phải lên nằm sát mé lộ, chỉ chừa đường cho người ta đi. Ngủ cũng không có cái gì để đắp, lạnh hết sức là lạnh. Gặp mấy lúc trời mưa, đêm thì chạy vô hàng ba nhà người ta ngồi đỡ. Chờ hết mưa thì trải chiếu thí lên đất bùn nằm ngủ đại. 6-7 năm sống như vậy mà sao bác không thấy buồn? Lúc đó hoàn cảnh xã hội đảo điên lắm, ban ngày thì khác mà ban đêm thì khác, không biết ai là người tốt và ai là kẻ trộm cướp nữa. Họ thấy mình nghèo quá, họ không dám cho đậu ghe ở xóm họ nữa. Vì vậy bác trôi nổi đây đó đặng mần ăn lây lất qua ngày, nhưng vẫn không quên mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cho dù khó khăn gian khổ cũng cố gắng vượt qua sự thử thách của thế sự. Thế nên ngày ngày trong sự thế đối nhân vẫn thực thi đúng tôn chỉ học Phật tu nhân. Nguyễn Tấn Lợi, trích tự truyện của bác Sáu Viên. Tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Trích trong Sấm Giảng quyển 3. Bài tiếp theo, niệm Phật cho có tác dụng. Xin bác Sáu chỉ cho mấy cháu kinh nghiệm niệm Phật như thế nào cho kết quả. Anh Hai Sanh nhắc về việc này hoài, mỗi lần niệm Phật cần tìm kết quả của tiếng niệm Phật để tạo cho mình thêm nghị lực. Chứ còn niệm hoài mà không biết gì hết thì cái niệm đó không có tác dụng gì cả. Bác niệm Phật có tác dụng dữ lắm. Bác niệm nó rung cả toàn thân bác, chứ không phải niệm cái miệng thôi đâu. Bởi vậy nói cho em cháu mừng, mỗi ngày bác niệm Phật không dưới 11 tiếng đồng hồ, bác thấy nó kết quả rõ ràng lắm. Cho nên nói thiệt với em cháu, bác thấy cái hội Long Hoa nó gần lắm. Bác hay nói với anh Hai Như Sanh, bây giờ anh đừng nói cái gì dông dài hết, mà làm sao cho đồng đạo niệm Phật cho có tác dụng. Một là niệm Phật dễ, đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm được, mà phải hiểu rõ được tác dụng của nó thì mình hăng hái lên, tử thần mình cũng không có ngán nữa. 7 nhàn tiếp, lòng mình hăng hái lên chắc mình dễ buông bỏ nhiễm ô phải không bác? Đúng vậy, đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem. Bác cũng nói với anh Hai Như Sanh, anh Hai à, mình được may mắn quá, nhờ gặp Đức Thầy, gặp đạo chánh, mình mới được sung sướng lúc trở về già. Nhờ niệm Phật mà đời sống mình vui vẻ lắm, chứ không phải như người ta. Sáng ra thấy mấy đứa nhỏ hay rang cơm nguội ăn đặng đi làm, nhìn tụi nó lu bu quá nên bác nói, mấy đứa bới cho bác một chén ăn với. Bác đi tới đi lui bên mấy cây mai trước sân nhà, nghiền từng hạt cơm, nhớ việc niệm Phật nên có bài thơ bác Sáu đọc lên. Sáng sớm ăn cơm nguội thấy lòng mình vui vui, niệm Di Đà liền khởi, trong ấy thoát lời ra. Niệm Phật như chừng mẹ mớm cơm, làm lành như nằm trong nôi ấm, trí huệ như khát sữa, thiền định như ngủ trưa, giác ngộ như bình minh. Bỗng nhiên nghe sấm nổ, tan sạch hết vô minh. Thấy lòng mình vui vui, sáng sớm ăn cơm nguội.
Đây là thành quả pháp tu tịnh độ ngay trong đời sống, chứ chẳng đợi đến lúc lâm chung mới vãng sanh. Ông Thanh Sĩ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ưu tú, đã trải nghiệm. Tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật. Khi niệm ấy phát lên, vang rền trong trời đất, rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ trong cái quát nhiên, thấy rõ tam thế Phật. Trích trong đời mạt pháp của Ngài Thanh Sĩ. Sở dĩ các lão đồ Phật giáo Hòa Hảo hành trì có kết quả như thế, vì đã thể hiện lời dạy của Thầy Tổ mà không cần khổ công chạy đông chạy tây, tìm kiếm kinh sách nào khác ngoài bộ sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn. Từ giả làng nhân nghĩa. Nguyễn Tấn Lợi trích tự truyện của bác Sáu Viên. Mẫu chuyện tiếp theo, thuần niệm Phật. Một buổi trưa khoảng thượng tuần tháng 4 năm Tân Tỵ 1941, tại văn phòng căn nhà số 148 đường Lô Phe, Sài Gòn, có người tín đồ không nhớ tên ở miền Tây lên xin vào diện kiến Đức Thầy và thưa điều thắc mắc. Bạch Thầy, từ ngày quy y theo đạo, con luôn hành trì pháp niệm Phật là trì danh lục tự Di Đà xuyên suốt, coi như khá thuần thục nhất tâm. Nhưng điều con còn nghi là lỡ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, không kịp trì câu lục tự, trong lúc lâm chung có được vãng sanh cực lạc chăng? Nhìn người tín đồ thân thương đang lo lắng, Đức Thầy hoan hỷ giải nghi. Người thường ngày chuyên cần niệm Phật cầu sanh Phật quốc là gieo sâu duyên Phật, đã gồm đủ tín nguyện hạnh, cho dù xảy ra tai nạn chết đột ngột mà ngay lúc lâm chung không niệm được câu lục tự vẫn được vãng sanh tịnh độ. Giống như cây cưa mở miệng nơi nào thì cây phải ngã y bên nấy, không sao lệch được. Ông yên tâm và tiếp tục hành trì. Người tín đồ hân hoan khiếu từ. Thật vậy, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Trích trong Khuyến Thiện. Hay là kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Sấm giảng quyển nhất, Nguyễn Thiên Ân. Mẫu chuyện tiếp theo, ở trần lao động niệm Phật. Nguyên quán quê tôi ở làng Mỹ Hội Đông, chợ mới Long Xuyên, qua lập nghiệp ở làng Phú Thành, Đồng Tháp, tháng 11 năm Kỷ Mão 1939. Tôi đến tổ đình Đức Huỳnh Giáo Chủ ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc, nghe Đức Thầy thuyết giáo và tiếp sao chép giảng kệ của Ngài. Tôi thường chuyên tâm trì danh niệm Phật, nhưng còn có điều thắc mắc nên hỏi. Bạch Thầy, trong tôn chỉ hành đạo Thầy dạy Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Vậy lúc tôi ở trần lao động, niệm Phật có được không? Và có lỗi với Phật không? Trong tâm ông tưởng nhớ Phật mới niệm hồng danh của Ngài, chứ đâu phải ông mời Phật đến với mình mà thấy có lỗi mà tạ lỗi. Lúc nấu cơm, gánh nước, bữa củi, giã gạo, quét nhà, làm ruộng, niệm tưởng Phật đều được hết. Trừ thời công phu bái Phật, lòng ông thiếu tôn trọng, mọi tư tưởng tà quấy vọng khởi chẳng những không được hiệu quả, còn mang tội thất kính nữa. Tôi ghi nhớ vào lòng lời dạy của Đức Ân Sư. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà,
thì hiền lương quên hết điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Giác mê tâm kệ, trích lời ông Hương Quảng Chiến. Chuyện tiếp theo, có huệ thì phải bắt sâu. Sau ngày đức thầy lãnh sắc chỉ của Ngọc Đế với hai vị Phật tổ Thích Ca và Di Đà, đó là ngày vô cùng trọng đại. 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, vì thời cơ đã đến, từ đó đức thầy độ chúng bằng tam độ nhất như, trị bệnh, biên kinh giảng và thuyết pháp độ đời. Tiếng tâm ngài lan rộng khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Ta vì dưng sắc lĩnh Ngọc Tòa, đền linh thu sơn trung chịu mạng. Giác mê tâm kệ, ngài đã chính thức trình lễ tế cáo Hoàng Thiên và long trọng báo tin cho nhân loại biết một kỷ nguyên mới của nền Phật giáo chấn hưng, Phật giáo hòa hảo ra đời. Muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Kệ dân, lúc bấy giờ bà Nguyễn Đình Ngọ là vợ thẩm phán tòa án tỉnh Châu Đốc, vốn là một Phật tử tín tâm, tìm xuống tổ đình Phật giáo Hòa Hảo với ý là tìm hiểu về thầy Tư có thật sự đúng là Phật sống như lời đồn của mọi người chăng. Trước đại chúng thập phương, bà phán ngõ hỏi: Xin thầy hoan hỷ cho biết tôi có huệ hay chăng? Tuy câu hỏi đột ngột, nhưng thầy Tư vẫn tự nhiên tươi cười và đáp không cần suy nghĩ: Có huệ thì phải bắt sâu. Câu trả lời khiến bà phán ngõ vừa lòng với hai ý: Một, xác định công phu tu tập của bà có kết quả, nhất là ngài khéo dụng cả lý và sự, dùng lối đồng âm đồng nghĩa. Huệ, bông huệ là loài hoa có sắc trắng tinh khiết, mùi thơm. Hai, huệ còn có nghĩa là trí huệ bát nhã. Đức thầy khẳng định phải bắt sâu. Câu trả lời ngắn gọn đủ ý làm cho người trong cuộc hoan hỷ, mà khiến những người có mặt lúc bấy giờ suy nghĩ nhiều hơn mỹ ý của ngài. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Giác mê tâm kệ, trích Đạo Pháp Khai Tâm. Chú giảng, theo bà phán ngọ, đức thầy gián tiếp xác nhận thành quả tu tập của bà. Thay vì nói trí huệ là trí bát nhã, ngài dùng đồng âm là bông huệ, loại bông có hoa trắng, hương thơm, thường dân cúng trên bàn Phật. Hai, đức thầy khẳng định, muốn có huệ phải bắt sâu, là khuyên bà ráng giữ giới luật. Giữ giới sanh định, định thì phát huệ. Huệ là ngôn ngữ miền Nam, miền Bắc gọi là tuệ. Ý nghĩa có một, chỉ cho người tu có công hạnh hành trì tu tập quán chiếu chân lý mà chứng đắc. Trí huệ vốn không, tự sáng sẽ nhận ra thể tánh chân thật vốn có của mình, tức nhận ra chân tâm thường trụ, sáng suốt tròn đầy, có sẵn trong mỗi chúng sanh. Phật tổ dạy, cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề, nghĩa là khi tâm cuồng vọng chợt dừng hẳn, thì ngay lúc đó là giác ngộ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trí huệ khác với trí thức, có học mới biết. Huệ, tuệ là một trong tam học, có ba loại. Một, văn huệ, nhờ nghe nhiều mà thông đạt. Hai, tu huệ, có công hạnh tu tập mà nên. Ba, tư huệ, có suy tư tìm hiểu. Một tông đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: Ngọc nếu chẳng dòi mài chẳng sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành,
trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khẽ mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn, trứng kia để lạnh gà con chết liền. Tăng chúng phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thống nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân, đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn, chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng sằng, chắp tay ngồi mãi chẳng ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng động tịnh khiên ra. Động còn thì đạo còn xa, tịnh càng sớm được đạo nhà sớm thông. Động còn bởi lòng còn cảm nhiễm, về sự tu còn kém quyết tâm. Ma đời chúng dễ đến xâm, có hơi đường mật rồi lằn mới bu. Thiếu cương quyết khó đi đến chốn, hai động tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc, cột ngồi cũng thay. Manh mối vốn là đây ráng nắm, tuy nói làm lòng chẳng xuyến sao. Minh minh bạch bạch lào lào, soi đời mà chẳng tốn hao gì đời. Lúc nào cũng như trời lớn rộng, khắp thế gian đâu cũng trùm bao. Nhưng không vướng mắc vật nào, cổ kim thường tại một màu không không. Con ơi đạo tìm trong não trí, chớ kiếm ngoài chân lý khó thông. Phật ma đều vốn tại lòng, đừng lầm tưởng ở bao đồng xa xôi. Nay không gặp thì mới sẽ gặp, cố tìm cho thấy mặt mới thôi. Tâm trung nếu chẳng đổi dời, lửa từ trong cái bùi nhùi cháy ra. Đạo diệu chẳng ở xa chớ ngại, thật quầy đầu sẽ thấy bên lưng. Bước đi tới một bước dừng, bước cho một gót chẳng từng tới đâu. Trích trong Đường Giải Thoát của Ngài Thanh Sĩ. Bài kế tiếp, tịnh tâm là đạt huệ. Trong chuyến công tác khuyến nông ngày 16 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, sau khi tới Rạch Giá, Đức Thầy nghỉ đêm nhà tôi là Phán Hậu. Nhân đó tôi có hạnh duyên nhờ Đức Thầy dạy chỉ những nghi vấn trên đường tu. Tôi hỏi, bạch Thầy, theo ý nghĩa của tôi, một người đã nhiễm trần 3-40 năm, bây giờ giác ngộ chân lý thì cần phải có thời gian tu tập tương ưng như thế. Như tôi chẳng hạn, có như vậy mới rửa hết lòng nhiễm ô trần tục. Nếu tu ít hơn thời gian tương đương ấy, chắc không sao giải thoát và không sao sáng suốt được. Có đúng như vậy chăng thầy? Đức Thầy nhìn tôi rồi chỉ tay xuống sông cho biết. Ông hãy nhìn con sông kia, nước vẫn chảy, gió vẫn thổi, sóng vẫn sao động, thì dù thời gian có là bao, nước vẫn đục. Ngược lại, bằng gió dừng, sóng lặng, nước đứng yên, tất nước sẽ trong, đâu đợi thời gian kéo dài. Người tu, nếu biết chủ tâm yên lặng, đối cảnh chẳng nhiễm ô, tâm bình, tánh tịnh, tất nhiên trí huệ phát khai, dứt lòng trần, ấy là giải thoát vậy. Tôi lãnh hội ý nghĩa này và nhớ lời một đồng đạo lão niên nhắc nhở. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, kẻ thì phát huệ, người ngu suốt đời. Ánh sáng từ bi, Ngài Thanh Sĩ.
Và tôi nhớ lại trong quyển tư Đức Thầy có câu: tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đảo màu. Giác mê tâm kệ. Tôi lãnh hội ngay lời Đức Thầy hiển bày, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hoan hỷ, rồi nhẩm lời của một đồng đạo: Phật bảo rằng tâm vọng nhiễm là nguyên nhân luân chuyển trong đời, bị vọng tâm nên mới đổi dời, sao căn buộc mang nơi tà khúc, sông dậy khiên biển trong quá đục, tâm vọng làm tánh Phật lu mờ, chúng sanh xưa nay lạc bên bờ, do tâm vọng làm mờ chánh kiến. Từ tâm vọng mọi điều biến chuyển, thánh quá phàm nhẫn quyển làm chơn, mất hẳn lòng bác ái từ nhân, chỉ lo lấy riêng thân thỏa mãn, việc chi cũng cứ làm mù quáng, không biết đâu chánh đáng đâu tà. Việc mình làm để kẻ thiết tha, lợi một kẻ hại ra muôn mạng. Trích trong Đâu là phàm thánh của ngài Thanh Sĩ, hay là bài kệ: từ thạch năng hút sắc, ngại vật khó giao bôi, Phật cùng tâm vốn một, vọng niệm cắt làm đôi. Khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc, vọng tâm dứt đi rồi, Phật cùng tâm thống nhất. Lời Phật kệ tai nghe vừa dứt, bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta, cách nhau vì vọng, gần là vì chơn. Vọng ấy tức trần tâm vọng, chơn kia tức bổn lai chơn. Thế thì trong xác tạm trần, há không di ẩn Phật thân chăng là? Trích lời vàng trong mộng ngài Thanh Sĩ. Kinh Phật cho biết: thốn tâm bất muội vạn pháp khai minh, nghĩa là một khi lòng chốn phát khởi mà thấy được vạn pháp đều sáng tỏ. Đây là điều mà Đức Huỳnh Giáo Chủ minh định. Ông Nguyễn Công Hầu, Hội trưởng Ban Trị sự tỉnh Rạch Giá. Chú thích: Đức Phật Tổ Thích Ca dạy rõ, như chiếc áo bẩn hàng trăm năm có thể giặt sạch trong một ngày. Trích kinh Đại Tập. Bởi vọng tâm phiền não vô minh là hạt giống ô nhiễm từ vô lũy kiếp trôi lăn trong sanh tử sáu đường. Nó nằm sẵn trong tạng thức của mỗi chúng sanh. Một khi trần cảnh, tức lục căn lục trần, nội sống làm náo loạn cõi lòng, chúng ta cùng nghe đoạn văn sau đây để nhận biết hành trạng của vọng và chơn. Lòng lành giữ lộ nơi nhân tướng, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mặt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng. Tâm không mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thú lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm nhân trở lại thánh nhân tức thời. Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Trích trong Đường Giải Thoát của ngài Thanh Sĩ. Hay bát phong hưng khởi, tức phiền não giấy động. Nếu hành giả không làm chủ được tâm, để tâm phan duyên theo trần cảnh, làm náo loạn cõi lòng, mãi gây tạo ác nghiệp, tất chịu luân hồi thống khổ. Bát phong: lợi,
lợi lộc, suy, tổn thất, quỷ, bị nói xấu, dụ, được khen tặng, xưng, ca ngợi trước mặt, cơ, chê bai, khổ, hoạn nạn, lạc, vui mừng, khó kềm chế được. Chuyện tiếp theo, Pháp Diệt Mê Si. Sau tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, lúc Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Tổ đình Hòa Hảo, ngày ngày bá tánh khắp nơi tới lui xin nhờ Ngài trị bệnh, xin thuốc, nghe thuyết pháp, xin quy y hay biên chép kinh giảng về tu học. Tuy nhiên, Phật Pháp thâm sâu và bao la như biển cả, cây rừng, khó mà lãnh hội hết được. Còn người mới bước chân vào cửa đạo thì còn biết bao điều chưa hiểu biết, còn ngại nghi ngờ vực vì chưa thấu hiểu nên thắc mắc tìm tòi. Một ngày tiết đông thiên về khá lạnh lẽo nhưng tôi chẳng thấy lạnh. Phải chăng vì đang nôn nóng muốn tìm hiểu rõ về đạo Pháp nên từ làng Kiến An chợ mới sang đò qua Hòa Hảo tới tổ đình mong gặp Đức Thầy nhờ giải nghi những điều tôi chưa tự giải được. Tôi chờ đợi lúc thưa vắng người, tới gần thưa hỏi: Bạch Thầy, trong kinh Phật dạy tam độc là tham sân si. Theo trí cạn của tôi hiểu là muốn trừ tánh tham thì tôi đừng nên ham muốn vật chất nào hết, cũng như muốn trừ sân độ thì chẳng nên nóng giận dù việc ấy có lớn hay nhỏ, làm trái nghịch lòng mình. Duy còn cái si mê, tôi không biết diệt trừ cách nào, nhờ Thầy từ bi chỉ dạy. Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu trả lời khá ngắn gọn. Tôi muốn hỏi thêm thì có người bệnh nặng chở tới nên Đức Thầy lo chữa bệnh. Sau này qua thời gian tu học theo tôn chỉ và giáo lý, tôi mới nhận ra mê si tức vô minh chính là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, còn giác ngộ là giải thoát sanh tử. Thế nên người tu mục đích là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Song con đường từ chúng sanh đến Phật quả là cả quá trình cam go thử thách, phải chiến đấu từng phút giây với mê lầm vọng tưởng đã có từ vô thủy trong mỗi chúng sanh. Vì thế Đức Thầy dạy chỉ: Ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng cần biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rỉnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, diệt mê si phải nương thuyền giác. Khuyến thiện: Tôi nhận thức lời dạy của Đức Thầy vô cùng chính xác về chân lý Phật Đà. Theo lời kể của ông Đặng Thành Tựu: Mẫu chuyện tiếp theo, Pháp Diệt Căn Trần. Sau mấy tháng khai đạo, ngày nọ từ chợ Giàm làng Phú An, quận Tân Châu, tôi chạy xe đạp xuống nhà ông cả tổ đình Hòa Hảo hỏi Đức Thầy: Thưa Thầy, pháp diệt lục căn đừng nhiễm lục trần phải hành sao cho xác nghĩa? Phương pháp chẳng thiếu gì, nếu nói mấy ngày cũng không hết, nhưng chủ yếu do tâm quán tưởng. Dạ thưa, quán tưởng thế nào? Quán tất cả muôn loài vạn vật ở cõi trần đều tạm giả,
đã tạm giả thì làm sao tồn tại được. Nhận thức rõ như thế, tâm mình không còn nhiễm ô. Cho dù học bao nhiêu đi nữa mà tâm còn ô nhiễm trần thì chẳng đi đến đâu. Tôi nhớ lại lời giảng dạy của Đức Tôn Sư: tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làn mây. Thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Khuyến thiện, theo lời kể ông Hương Hào Phỉ: ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Quyển 5. Mẫu chuyện tiếp theo: hạnh nhẫn nhục. Tôi quê vùng Cao Lãnh, Kiến Phong, nay thuộc Đồng Tháp. Sớm nhận thức cuộc đời đầy đau khổ, vạn vật vốn vô thường, nên tìm đến Thiên Cấm Sơn, tức núi Cấm, Châu Đốc. Sau khi viếng mấy thắng cảnh thiên nhiên giữa rừng núi âm u, thất sơn huyền bí, khách hành hương thấy lòng mình an nhiên thanh thoát trước sự thiêng liêng. Tôi dừng chân tại đá dựng, lo bề tu tâm dưỡng tánh. Một buổi chiều mùa thu ngày 22 tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, tôi cùng mấy bạn đạo ra thạch bàn nhìn mây trắng bay tỏa trùm rặng cây vách đá. Gió núi mơn man thổi nhẹ, mát cả lòng người. Tôi đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu nhìn bầu trời xanh trong, nhìn xuống chân núi xa xa, thấy đoàn người như cái chấm đen từ từ tiến lên. Họ hiện dần ra. Người đi trước độ tuổi 20, tướng mạo trang nghiêm, khoan nhã, nhưng khôi ngô tuấn tú, da trắng hồng hào, dáng cao hơn mọi người đi chung. Đoàn người tới nơi, đôi bên vái chào nhau. Qua lời thăm hỏi, tôi biết được người thanh niên kia là Đức Thầy Hòa Hảo. Mọi người đi chung đều là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong tôi đã có sự thầm kính: đêm nay đoàn người nghỉ đêm ở đây, sau thời cúng công phu chiều, mọi người ngồi xung quanh nghe người thuyết đạo và hướng dẫn nhiều điều trong vấn đề tu hành. Tôi còn nhớ như in lời của Ngài: các ông muốn tu hành nên trừ tánh nóng giận, sân hận mới mong có kết quả. Ngài đưa ra câu hỏi: theo các ông, nếu có ai đó đem cho mình món quà mà mình một mực khước từ, thì người kia phải làm sao? Mọi người đều im lặng. Hồi lâu Ngài nói tiếp: nếu mình không nhận thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hay nặng nhẹ đối với mình mà mình nhẫn nhịn được, lòng không chút sân hận, tất nhiên nghiệp quả của người kia phải thọ lãnh. Ôi, lời đạo lý kia làm cho tôi sáng ra. Sau này trên đường quy y tu học, tôi xem qua kinh sách và sấm giảng do Ngài sáng tác, thấy rõ hạnh tu trước tiên là trừ tánh nhân ngã, kế đến là không để kẹt vào thọ cảm, đó là đức bi, để về lần tới chân tâm. Vì vậy, nếu người tu cho dù có hành trì đến bao lâu đi nữa mà tánh nóng giận không diệt trừ, thì khó mong đạt được kết quả. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, thị lai vô sở thọ, tức chân bồ đề tâm. Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rất tỏ tường: ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Chữ oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan. Việc tôi không đồng ý mà ông vẫn cố làm như vậy, khi không có mặt tôi á, thì ông còn bướng bỉnh tới cỡ nào nữa. Ngừng một lúc, Đức Thầy từ bi chỉ yếu điểm trong giáo lý Phật Đà, nhất là phương pháp hành đạo.
thời Hạ Nguyên ma quỷ lộng hành, chúng hay á dị xưng Phật, xưng Thầy. Họ giả danh Thầy hoặc xưng Thần Thánh mà nhiễu hại thế gian, ráng hành y theo tôn chỉ, sao sẽ gặp lại Thầy. Nghe được lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu, tôi như được uống nước. Tháng 6 năm Kỷ Mão, và Thầy giải nghĩa bài thứ 3. Từ nay thế sự đa đoan, chẳng yên ổn như xưa. Trời đất diệt kẻ gian, dành riêng cho người lương thiện. Từ nay tai họa dồn dập, nước Việt Nam thường xảy ra chiến tranh lục bão. Mái thiên cơ đảo quyền thiên hạ, chừng nào đến đời thượng cổ mới bình yên. Nghe Thầy giải nghĩa xong, tôi lặng im, thuật theo lời ông Nguyễn Chi Diệp. Tiếp theo mẫu chuyện Dần Lưng. Năm Nhâm Ngọ 1942, tại văn phòng ở số 168 đường Lơ Phèo ở Sài Gòn, buổi trưa nọ, Đức Thầy gọi tôi lên bảo: ông giáo đấm lưng giúp Thầy. Tôi vừa ngồi đấm lưng nhẹ nhẹ, nhưng Đức Thầy nói: mạnh lên ông giáo. Tôi tăng sức hơn, nhưng Thầy vẫn bảo: ông giáo dần mạnh lên coi. Tôi sửa bộ lại ngồi váy áo Đức Thầy lên, bất ngờ thấy trên lưng Ngài có, nên rất đổi ngạc nhiên. Thầy răn tôi: thấy sao hay vậy nghe ông giáo. Sau này Thầy có thời gian vắng mặt khá lâu, nhưng đi sao về vậy? Ngưng một lúc, Ngài cho biết: trong thân thể của Thầy có cái gì bọn tà giáo cũng bắt chước làm giống được hết, nhưng chỉ có dấu đặc biệt ấy là chúng không biết, nên không làm sao giống như thế. Ông giáo nên lưu ý nghe. Tôi cúi đầu tuân lời, thuật theo lời ông Trần Khương. Tiếp theo mẫu chuyện Đức Hiếu Sinh. Thời thơ ấu, lúc Ngài còn đi học trên quận Tân Châu ở nhà ông Sắm, đến nghỉ hè thì về nhà ở Hòa Hảo, và thường vô ở trại trong ruộng, trong trạng thái yên lặng, dường như nghĩ ngợi vấn đề gì. Một hôm như thường lệ, người đi lần xem số người đang làm cỏ mướn cho gia đình trong đám đậu. Thấy người nào cũng bắt cóc xỏ sâu, có sợi dây cột bên mình, Ngài nhìn rủ lòng thương cho những con vật bị nạn. Bỗng từ nơi ấy, người đang làm cỏ có một con cóc nhảy quãng tới trước mặt. Ngài lẹ làng lấy bàn chân đè nhẹ lên mình con cóc, che chở cho nó đang lâm nạn. Thấy con cóc, mọi người đổ dồn đi tìm, nhanh trí cứu nguy cho nó. Người nhìn chòm cỏ cao trước mặt la lên: à, con cóc! Cóc đâu? Thế là mọi người chạy bu quanh lại hướng đó tìm kiếm, nhưng nào gặp, liền tiếp tục làm cỏ. Bấy giờ người dở chân lên cho con cóc nhảy tự do. Thuật theo lời ông Nguyễn Hữu Truyền, quản gia trong nhà Đức Ông. Tiếp theo mẫu chuyện Đàn Cò Về Tổ. Năm Quý Dậu năm 1933, tại phủ Đường Tân Châu, đến thời đốc phủ xứ Đỗ Cao Xô là đời thứ 19. Ngày kia tại phủ Đường, sau buổi họp có đông đủ các cai tổng, phó tổng, hơn cả các làng trong quận về dự. Sau buổi tang diệt, ông phủ Xô mời ông cả bộ làng Hòa Hảo hỏi chuyện. Nghe nói có đàn cò từ đâu bay tới đậu sau vườn tre nhà ông cả đông lắm phải không? Dạ đúng như vậy, thưa ông chủ quận. Ông cả vui lòng cho tôi sai lính xuống săn bắn, về mình đánh chén một bữa trong phiên hội sắp tới đây có được chăng? Xin ông chủ quận xét lại, đừng làm khó cho tôi về vấn đề này.
Xấu là sau nhà tôi có sân vườn tre gần 2 mẫu như nhiều nhà xung quanh. Chẳng biết từ đâu có đàn cò bay tới đậu và còn làm ổ đẻ trứng nở con, lớn nhỏ đủ cỡ hết. Nghe ông quản gia báo lại, tôi ra thăm vườn, rất đổi ngạc nhiên. Nhìn qua vườn tre hai bên thì không thấy con nào. Tôi nghĩ có lẽ nhờ sự yên tĩnh sau đó hay đất lành nên chim tới đậu để tôi chở che cho chúng. Vì vậy tôi bố cáo cho trong nhà, ngoài xóm, kể cả những làng lân cận như Hưng Nhơn, Hiệp Sương, Tân Huệ, không ai được tới đây săn bắt sát hại chúng. Có vài ông làng bên tới hỏi, nhưng tôi từ chối thẳng. Từ đó đến giờ, đàn cò được bảo vệ bình an. Nay, nếu vị nể quan chủ quận khiến tôi thích tính với dân làng và xã bạn, thì tôi biết ăn nói sao đây? Xin quan chủ quận niệm tình bỏ qua cho tôi. Thấy ông cả làng hòa hảo cương quyết chối từ, chủ quận Sô nói như xuống lệnh: tôi muốn nhân ngày họp các làng tổng quận nhà, cùng nhau đánh chén thịt cò một bữa cũng không được sao cả. Ông cả lắc đầu không nói gì. Theo mẫu chuyện chào chủ quận, đi không về không mà có. Bây giờ ở đây dân cư thưa thớt, tre vườn những chủ đất xung quanh giáp nhau khá nhiều, thế mà đàn cò kéo nhau bay về đậu nghẹt ở đây đủ loại, vừa đẻ trứng vừa nở con, lớn nhỏ đủ cỡ, đậu trắng lớp khắp vườn tre. Mấy ngày sau có chiếc xe hơi đậu trước nhà ông cả, đi vô là hai người đính mang súng vào nhà đưa bà cả lá thư của chủ quận. Lúc này ông cả đi vắng, bà cả khéo léo chối từ, nói: hai chú thông cảm, bữa nay không có ông cả ở nhà, hai chú nhờ ông cả về hãy hay, việc này tôi không biết. Hai người lính vẫn tự nhiên đi ra sau vườn, đi một chút gặp một thanh niên chặn lại nói chuyện: hai chú tranh dinh quận xuống đây bắn cò à? Phải, chúng tôi thừa lệnh quan chủ quận xuống đây. Còn cậu, có phải là cậu Tư, con của ông cả? Đúng, tôi thứ Tư. Tôi muốn nói cho hai chú biết, tôi thấy hai người có chút căn duyên nên có lời khuyên. Ở đời, đừng nên ra tay sát hại ai, dù là loài vật cũng vậy. Sao nỡ nào nhẫn tâm vì chút vô riêng mà gây cảnh chia lìa tình thân của chúng? Nó cũng biết ham sống, sợ chết như con người của mình. Hai chú có muốn người thân của mình bị chia lìa như thế không? Nếu không thì chẳng nên để tay dính đầy máu. Không nên. Chúng tôi chấp hành thượng lệnh, xin cậu thông cảm. Tôi vì thương hai chú nên nói thế. Nếu không thì nghe đi, tay không cũng về tay không hà. Hai người lính lệ vừa đi vừa nói: chắc cậu Tư, con ông cả lên cơn sao ấy? Cò đậu trắng lớp như vậy, thiếu điều giơ tay giói bắt cũng muốn được nữa hả? Chỉ cần bắn một phát là cò rơi như lá me rơi, mặc sức mà lợm. Mấy phát đạn bắn ra, bầy cò giật mình bay hoảng loạn rồi cũng đậu lại, không thấy rớt xuống con nào. Thấy cũng gần hết đạn, cả hai thất vọng đành quay trở về ra xe, thì gặp lại cậu Tư hỏi: sao? Bắn được mấy con? Chẳng được con nào hết. Thôi, từ đây về sau đừng lãnh lệnh như vậy nữa mà mang họa. Không bị phạt đâu mà lo. Tuy thất bại ở đây nhưng được ở chỗ khác. Thế là họ lên xe chạy về tới đình Phú An thì hỏng máy. Hai người lính bước xuống xe, có đám trẻ kêu: hai chú lính ơi, có hai con chim lớn đậu trên cây sau phía sau đình kìa. Nghe đám trẻ chỉ, hai người cầm súng đi theo. Thấy có chim đậu nên bắn một phát trúng cả hai con chim, khoan cổ rớt xuống. Nó lớn gấp mấy lần con vịt trống xiêm. Họ xách ra xe chạy về dinh quận báo cáo mọi việc từ hòa hảo. Tới khi về đây, nhất nhất kể lại đầu đuôi. Tuy quan chủ quận không vui,
nhưng đổi lại cũng có thịt thay thế. Tôi lắng nghe câu chuyện cũng khá hy hữu. Ngay từ lúc ông cả Hòa Hảo chối từ đến nay, tôi giả vờ mệt nên xuống ghe nằm nghỉ. Mãi tới 6 năm sau thì thầy Tư, con ông cả làng Hòa Hảo ra đời lập đạo, nên tôi tìm hiểu và quy y. Tiếp theo, theo lời hương cả Long Núi Trà Sư, ông cả Từ thấy con bị bệnh da dẻ xanh xao nên vô cùng lo lắng, đi tìm thầy chạy chữa khắp nơi. Nghe trên núi Trà Sư có ông Đạo Sơn, tức thầy Ba Nhật, tục danh là Lê Hồng Nhật, một tu sĩ nổi danh vùng bảy núi, giỏi về bùa ngải, pháp thuật cao cường, đã trị hết nhiều bệnh ngặt nghèo. Thế là cậu Tư được đưa đến nơi. Thầy Ba Nhật lập đàn tràng điều binh khiển tướng, rồi bước tới định lấy cây sơn. Thế mà ông bị cậu Tư điểm mặt: "Tôi không phải bệnh tà, mà sao ông đạo muốn sơn tôi?" Vậy là thầy Ba Nhật ngưng tay đứng lên đem cất hai cây bổ bối, rồi trở ra nói với ông cả: "Này ông cả, nể tình ông là thân chủ nên tôi cố hết sức, nhưng gốc này lớn lắm. Thôi, ông đưa người bệnh về đi, để tôi truy tầm nguồn gốc mới trị được. Ít ngày sau, hãy đưa lên." Mấy hôm sau, ông cả nóng lòng đưa đến đây, vừa mới lập trận định lấy cây sơm ra, bất ngờ bị điểm mặt một lần nữa. Tôi nói: "Ông cả à, ở vùng bảy núi lâu nay tôi trị bệnh hơn chục năm, chưa có bệnh nhân nào dám điểm mặt tôi. Thôi, ông đưa cậu Tư về nhà đi. Chừng nào ông ấy làm thầy thế gian thì tự nhiên hết bệnh hả?" Quả nhiên khi đức thầy ra đời độ chúng, thầy Ba Nhật xuống Hòa Hảo xin quy y, bây giờ ông mới kể lại: "Lúc ấy tôi lập đàn tràng cầu cho vị sơn thần năm non bảy núi đến giúp, và triệu các thiên tướng, thì có bốn người hiện ra thân hình cao lớn, trang phục uy nghiêm, đầu đội mão, chân mang hia, đi ngay vào động, xuống đứng bốn góc giường để giúp tôi. Ai dè họ đứng hậu sát người bệnh. Vì vậy tôi lấy tay xua ba cái mới khuyên ông cả đưa xuống núi chờ ngài. Sau ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, đức thầy trở lên núi Trà Sư và lấy nước sơn viết đặt tên am của thầy Ba Nhật là Quỳnh Long Điện, đồng thời mượn bộ vạc tĩnh dưỡng thời gian 64 ngày. Theo quyển Đức Quỳnh Giáo Chủ của tác giả Dương Kim Lệnh Đòi, tôi là bạn thân giao nhỏ hơn anh Tư 1 tuổi. Hai chúng tôi như keo kết dính vậy, thường dắt nhau tới chỗ thanh vắng ngồi im lặng. Trước ngày ông cả cho lên Tân Châu học, năm 1938, năm 1939, anh Tư có rủ tôi cùng lên học chung, nhưng tôi từ chối, đành qua chợ mới học nghề thuốc. Sau đó khoảng đâu tháng 4 năm 1939, anh Tư về Hòa Hảo, gửi thơ gọi tôi lên, nhưng tôi lo học nên chưa kịp lên. Lối nửa đêm tự nhiên, như ai đánh vô mặt quá mạnh, tôi vô cùng đau đớn. 3 lần như vậy, chẳng hiểu vì sao. Vì vậy lòng tôi nôn nóng. Sáng sớm, tôi về Hòa Hảo, đi tới nửa đường vô nhà bác cả thì anh Tư từ trong nhà đi ra. Cả hai gặp nhau giữa đường, ôm chầm với nhau, vô cùng mừng rỡ. Anh Tư nói: "Dữ hôn, đợi chư thần nện 3 lần mới chịu lên hả?" Bây giờ tôi mới biết có người khuất mặt là chư thần theo hộ bên anh Tư. Chúng tôi cùng cười. Theo lời bác Trần Tấn Phát mẫu chuyện Long Điền chợ không cho nói, thời gian từ 15 tới 19 tuổi xác thể, anh Tư đau yếu xanh xao vàng vỏ. Thương con, ông cả tìm thầy chạy chữa khắp nơi trong vùng Thất Sơn, nhưng không hề thuyên giảm. Thế nhưng anh Tư nói cho tôi biết: "Tôi có đau bệnh gì đâu. Trên trước bảo xúc chai cho sạch sẽ để đựng nước mới.
anh cho biết như vậy mà không cho nói, nên để bắt cả chạy chữa cùng khắp. Cũng là sự thử thách đức tin của bác cả. Theo lời ông Trần Tấn Mẫu truyền Long Điền của Trần Duyên: thấy con đến tuổi trưởng thành, ông bà cả từ tính chuyện lập gia thất cho cậu Tư. Do làm hương chức nên ông cả quen biết nhiều. Bây giờ thấy con gái ông cả Cẩn, Nguyễn Văn Cẩn, trong làng Hưng Dân giáp ranh làng Hòa Hảo, đồng trang lứa, gia đình đôi bên cũng tương xứng, nên kêu tôi qua bàn tính chuyện hôn nhân để đôi bên kết nghĩa thông gia và hẹn cho đôi trai gái gặp nhau theo tục lệ. Tuy nhiên, mỗi khi bàn đến việc chọn bạn trăm năm, cậu Tư tỏ ý không vui, vì vậy khó tìm cách đưa đến nhà gái như dự tính. Một hôm, nhân lúc người qua nhà tôi chơi như thường khi, tôi lên tiếng nhờ cậu cùng vô nhà ông cả Cẩn trong Hưng Nhân giải quyết giùm số sổ sách, nhưng có chủ ý cho đôi trai gái gặp nhau. Ngồi trầm ngâm hồi lâu, cậu Tư lên tiếng: nếu ông Út cần tôi giúp giùm thì tôi đi với ông. Vậy thì tôi bắn tin chọn ngày vô. Vừa tới nhà ông cả Cẩn, chủ nhà vui vẻ mời vào bàn tiếp đón rất ân cần. Hồi lâu, có cô gái mặc đồ tôm tất bưng nước ra mời khách. Nhìn cử chỉ cả nhà, cậu Tư hiểu ra liền, đứng lên quay sang rồi nói với tôi: ông Út gạt tôi phải không? Thế là người cúi chào cả nhà rồi bỏ về ngay. Thật là khác với thường tình khi bàn đến vấn đề hôn sự. Từ đó về sau, mỗi khi đề cập đến việc lập gia thất, cậu Tư tỏ thái độ cương quyết khước từ. Về nhà cả tháng vậy mà không bước qua nhà tôi, cho đến ngày ra đời khai đạo. Đức Thầy minh định: ta quyết lòng sức nợ oan khiên, cứu bá tánh khỏi nơi lao khổ. Trong Nan Thơ Cẩm Tú: nợ hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Trong Diệu Pháp Quang Minh: theo lời kể của ông Mẫu Truyền Quỳnh Gây Đức Tin Chánh Tính, ngài hướng dẫn ông cả hành hương núi Tà Lơn trên đất Cao Miên, Campuchia. Khoảng thượng tuần tháng 7 năm Kỷ Mão năm 1939, dự kiến 8 ngày. Trước thời gian ra đời khai đạo, cậu Tư nhận trị bệnh, đa phần bị tà ma nhập xác khi ngài dùng quyền diệu tống chúng ra khỏi xác người bệnh, là họ bất tỉnh nhân sự. Ông cả lấy làm lo sợ án mạng, vì ông là hương cả, đương nhiên trong làng e liên lụy nên gọi cậu Tư tới nói: nếu thầy Tư muốn trị bệnh cho người ta thì phải lãnh lệnh, chứ làm lậu có ngài thường mạng người ta cho mà coi. Nhân cơ hội ấy, cậu Tư đưa ra 3 điều kiện với ông cả. Thứ nhất, để cho tôi leo lên đọt cây nhảy xuống. Thứ hai, là để cho tôi lội xuống khắp dòng sông. Thứ ba, là để cho tôi đăng sơn. Ông cả chọn điều kiện thứ ba. Liền đó ngài nói: vậy để tôi dắt phần xác này lên non lạnh sắt. Nếu đi thì để tôi cùng đi theo để giữ phần xác, chứ cậu Tư đi một mình sao được. Phần thương con xưa nay chưa một lần rời khỏi nhà, nay phải lặn suối, trèo non. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm thích hợp cho ngài hướng dẫn ông cả hành hương giếng non thiên. Một điều khá hy hữu là từ nhỏ đến giờ, người chưa một lần đặt chân lên miền sân lãnh. Không học đông y, chữ nho, cũng chẳng hề học lỗ ban hay phù thủy, cũng chẳng biết tiếng Miên, tiếng Lào. Vậy mà trước lúc đi non, người kể rõ lộ trình đi từ đâu đến đâu, đi từ xe ngựa hay xe hơi, trả bao nhiêu tiền, không khác một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp thời nay. Có người hiếu kỳ hỏi: khi thầy Tư đi non, có ai ở nhà tiếp chữa bệnh cho dân
Ở nhà có ông Trên, cứ hỏi hành trình mỗi ngày của tôi thì biết. Quả nhiên, mỗi ngày ông Trên cho biết hiện hai người ở đâu, ngủ tại non nào. Đến khi về, ông cả kể lại không sai một mãi. Thế là chuẩn bị chạy giếng non. Một ngày mùa thu năm Kỷ Mão, năm 1939, ngài hướng dẫn ông cả hành hương miền sân lãnh. Trước đảnh lễ chư Phật, tiên, thần, thánh, đồng thời để cho ông tận mắt chứng kiến sự màu nhiệm huyền bí nơi vùng Thất Sơn thiêng liêng. Trước khi rời nhà, ngài căn dặn ông cả chuẩn bị đồ lớn để hành lễ người xưa. Khởi hành từ Hòa Hảo tới bến xe Châu Đốc, trên đường người dặn ông cả mua hai đôi dép bằng vỏ xe hơi để đi vào rừng có mà sử dụng. Vì mùa này là mùa mưa, ngó cỏ tranh mọc lên rất bén, đi dép thường lội núi dễ bị trơn trượt, khó đi lắm. Cả hai lên xe vô núi Sam. Trời đã xế chiều nên ghé vô nghỉ đêm tại Tây An Tự, núi Sam. Đêm ấy ngài ca hát suốt đêm. Ông trụ trì ra nói với ông cả, ông rầy người ấy để cho mọi người ngủ. Chùa này của tôi, ông sư là người ở đậu. Sáng ra người tới gặp cô người đang giữ mộ Phật thầy Tây An. Ngài dạy cô hãy xuống núi ngay, chớ ở đây lâu. Rồi ra xe đón lên Cần Giọt, Campot, trên đất Cao Miên. Điểm đến là núi Tà Lên, giáp ranh với tỉnh Hà Tiên. Chư thần dọn đường. Trên chuyến xe đi Nam Giang, Phnom Penh, đến Cần Giọt, bất ngờ cậu Tư kêu xe dừng lại. Cả hai xuống xe lội bộ. Tình hình lúc bấy giờ, năm 1939, ở đây không được yên ổn. Trên núi có trại giam tù quốc sự phạm, những người yêu nước chống lại nhà cầm quyền Lan Xa, nên kỷ luật rất nghiêm ngặt. Lính Tây gặp bóng người là họ bắn ngay. Đúng lúc người dẫn tôi đi được một khoảng thì thấy chiếc xe nhà binh tuần tiểu chạy xuống. Lính ngồi chĩa súng ra hai bên xe. Cậu Tư gọi ông cả, nép mình ẩn vào đám rau mui bên gian đường. Tôi quảng kinh đất ngay. Vậy mà cậu Tư vẫn đứng tự nhiên. Khi xe tuần tiểu chạy qua khỏi, người gọi ông cả, mình tiếp tục đi. Đi được một lúc, cậu Tư nói với tôi, hết đường, bắt đầu vào rừng. Mình thay dép cao su. Tôi nhìn kỹ thì hết đường mòn, thế mà như có ai đó vừa mới dọn đường. Dấu chặt cây còn mới tinh, lá chưa héo, mũ cây chưa ráo. Có lẽ người đi đường chặt làm dấu. Cậu Tư lên tiếng hỏi tôi, ông cả có biết đường này ai dọn cho tôi và ông đi không? Nào ai có biết đâu, đó là chư vị sơn thần dọn đường đó. Đoạn cậu Tư nhìn tôi hỏi, ông cả ôm gì mà lùm xùm vậy? Bánh mì. Đem bánh mì theo làm chi? Phòng khi đói có mà ăn. Đi viếng cảnh tiên Phật mà còn sợ đói. Thôi, ông cả đưa cho tôi sách cho. Vừa nói, người đưa tay xỏ vào dây cột bánh. Đi được một đoạn, thấy có nhánh cây ve ra. Cậu Tư lấy máng lại trên cành. Tôi hỏi, sao không lấy đem theo mà bỏ lại? Máng lại đó cho người đi rừng họ lấy mà ăn. Còn tôi với ông cả đi viếng non thiên, có thiếu gì cơm mà sợ đói. Tiếp theo mẫu chuyện, bữa cơm ngon chưa từng. Đi được một khoảng đường, mặt trời lên khá cao, xung quanh toàn là núi non trùng điệp, không thấy chùa am hay nhà cửa chi hết, lòng phân vân lo ngại. Tôi theo sau, người gợi ý, mình lên giếng non núi, chỉ có ăn cơm chay thôi, nghe ông cả, không có thịt cá đâu nghe. Nếu có cơm no bụng là được rồi, đâu cần thịt cá. Bấy giờ người quay lại hỏi, ông cả, đói rồi phải không? Ráng đi chút nữa,
có cơm ăn. Tôi lấy làm lạ, vừa mới nghĩ là cậu Tư đã biết. Giữa chốn núi rừng hoang vắng như vậy, làm gì có cơm đâu mà ăn. Nhưng tôi ráng đi thêm một lúc. Cả hai tới một tảng đá bằng phẳng, trên có cái giếng nước nhỏ. Cậu Tư đứng lại nói: "Ăn cơm, ông cả ơi." "Tôi đói chứ không khát, bây giờ lấy cơm đâu mà ăn." Lúc ấy tôi thấy cậu Tư lấy hai tay cúi xuống, bùm nước uống tự nhiên và thúc giục: "Ông cả ăn cơm chứ, đứng hoài đó sao?" Tôi bước lại bên giếng, thấy nước trong ngần nên bắt chước lấy hai tay khom xuống, bùm nước đưa lên uống một hơi. Thật là lạ, mùi thơm ngọt ngào, một hương vị chưa từng có trong đời. Người tôi vô cùng khoan khoái lạ thường, lại không nghe đói bụng nữa. Cậu Tư hỏi: "No chưa ông cả? Có còn thấy đói nữa không?" Lúc này tôi mới hiểu được ý nghĩa ăn cơm chay. Trong đời tôi chưa lần nào được bữa cơm ngon như thế. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Khi đi được một đoạn, tự nhiên người ngồi xuống nói: "Ông cả ơi, không còn ai trong người tôi nữa. Chắc tên này bị cọp ăn quá." Lúc ấy tôi vô cùng lo lắng, thấy bà cậu Tư phát thinh cười nói: "Vậy chứ không sao đâu ông cả ạ." Tiếp theo mẫu chuyện: Chú Sơn Lâm tới giếng. Trải 4 ngày lội xuống băng rừng, tôi ngồi trên tảng đá bằng phẳng, miên man suy nghĩ vì nghe nói trên núi thường có cọp, người ta kêu là chúa Sơn Lâm, còn người đi non gọi là Sơn Thần, không biết có thật như thế chăng. Trời càng về đêm, nơi núi rừng với cái lạnh thấu xương, hơi lạnh từ những tảng đá bốc hơi, lại nằm giữa khoảng trời đêm không mền, không gối, thì không sao ngủ được. Ngay lúc ấy, cậu Tư lên tiếng: "Ở đây không có gối, ông cả nằm trên cánh tay tôi ngủ đỡ." Cả hai cùng nằm xuống, cậu Tư đưa cánh tay ra cho tôi gối đầu, tay kia ôm ngực tôi, còn lấy chân gác ngang bụng. Thế mà sao ấm áp lạ lùng, bao lạnh lẽo nơi núi rừng như tan biến đi đâu. Và tôi thiếp đi trong giấc ngủ an lành giữa thất sơn quyền bí. Lâu lắm tôi mới cựa mình khi nghe tiếng cậu Tư gọi: "Ông cả ơi, trên rừng sao có đèn xe hơi sáng chói?" Tôi dụi mắt thấy cặp bạch hổ ngồi hai bên nơi chúng tôi nằm mà hết cả hồn vía. Tôi bịt mắt lại, thân mình tôi run bần bật. Thế vậy cậu Tư lên tiếng: "Cái gì mà run quá vậy, ông cả?" Từ mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng gặp cái cảnh thế này. "Thôi, ông cả đừng có sợ, chứ vị sinh thần đến đây giữ cho tôi và ông ngủ đó." Thế tôi còn run, người quay nói với hai con cọp: "Thôi, các người đi đi, đừng để cho ông cả sợ." Thế là cặp chúa Sơn Lâm cúi đầu bước đi. Tuy nhiên, đêm sau lại có 4 ông cọp tới ngồi 4 gốc, tôi lại càng hết hồn. Cậu Tư nói: "Chư thần thấy ông cả ngồ ngộ nên đến đây muốn giúp ve, chứ không có sao đâu." Tiếp theo mẫu chuyện: Gặp được người xưa. Đi được mấy ngày đêm, sáng ra đi thêm một đoạn nữa, thầy Tư bảo tôi mặc đồ lớn vào. Ta chỉ người đang ngồi trên tảng đá: "Hãy tới làm lễ người xưa đi ông cả." Tôi nhìn quanh không thấy ai nên hỏi: "Tôi có thấy ai đâu?" "Thì người đang ngồi trên thạch bàn đó." Lúc bấy giờ mới thấy một ông cụ già, râu tóc bạc phơ, ngồi đấy từ bao giờ trông rất uy nghiêm. Tôi hỏi: "Ai đây vậy cậu Tư?" Ông cả lo hành lễ xong rồi hãy hỏi. Tôi bước tới thi lễ và được người ấy giới thiệu: "Ta là quản cơ Trần Văn Thành, chủ tướng nghĩa quân Gia Nghị, tại đại bản doanh Bảy Thưa, Láng Linh. Ngài có lời khuyên tôi về ráng lo tu hành, lập công bồi đức,
sao có duyên gặp lại. Tôi cúi chào và tiếp tục lên đường. Đi được một khoảng khá xa, tôi cởi đồ lễ ra gói lại và tiếp cục hành hương. Đi được khoảng xa nữa, thầy tư lên tiếng bảo dừng lại và mặc đồ lễ vào. Tôi y lời nhưng hỏi: chị này là ai vậy? Đây là cụ Nguyễn Trung Trực. Xưa mọi người thấy cụ bị tay hành quyết tại chợ Rạch Giá, giờ đang ngồi đây đó. Sau này tất cả những anh hùng nghĩa sĩ vì quốc hy sinh, từ thời Hồng Bàng đến Đinh Lê Lý Trần, đều trở lại trong thời Thượng Quân Thánh Đức. Tôi bước vào hành lễ, được ngài ân cần khuyên bảo về ráng lo lập công bội đức và lo tu hành. Lòng tôi như có niềm tin mãnh liệt tương lai đất nước.